Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coin68. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em những tin tức cập nhật mới nhất của thị trường trong vài ngày qua để xem thị trường nó đã diễn biến như thế nào nhé. Ok, nào mình cùng vào video thôi. Thì vào ngày hôm qua thì Bitcoin đã có một cú lao dốc khá là bất ngờ khiến bao nhiêu anh em thót tim ngay tại đây. Thì vào sáng hôm qua thì ngay cả chính mình cũng bất ngờ khi Bitcoin đã lao dốc từ trên mức 30.000 đô. Đây, từ mức 30.000 đô và 31.000 đô thì Bitcoin đã chiến đấu trong suốt tuần vừa rồi, nhưng đã thất bại vào sáng ngày hôm qua khi mà lao dốc như vậy xuống còn vùng thấp là 29.200 đô. Thì để lý giải cho điều này thì mình chỉ có một lý giải duy nhất, đó chính là vào ngày 19 tháng 7 thì anh em có thể thấy trên màn hình đây, tức là lượng Bitcoin được đẩy lên cái sàn giao dịch rất là nhiều và hầu như là đột biến. Thì điều này nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái tín hiệu rằng là sẽ có một lực xả rất là mạnh ở trên đây đó, và kéo theo đó là lượng thợ đào, lượng Bitcoin của thợ đào được đẩy lên sàn cũng rất là nhiều, và dường như là nó đã chạm đến mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020 đó, anh em có thể thấy đây. Thì nhưng mà tín hiệu của Bitcoin cho chúng ta thấy là mặc dù lực xả rất là mạnh, đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ được xem là cứng cựa nhất của Bitcoin, nhưng mà sau đó thì vào hôm nay thì Bitcoin đã hồi phục cũng rất là nhanh chóng và hiện tại đang giao dịch ở vùng là 30.700 đô. Thì đây cũng là cái dấu hiệu cho mình thấy được rằng là dường như các cá mập cá voi, những nhà đầu tư lớn, họ đang cố gắng để đi giá Bitcoin mà thôi. Tại vì anh em có thể thấy được rằng là trong cái chu kỳ này á, thì thường thường những nhà đầu tư họ sẽ dần dần họ sẽ mất động lực và thiếu kiên nhẫn. Nhưng ở trên góc độ cá nhân của mình thì mình thấy rằng là năm nay dường như các nhà đầu tư họ đang dần thích ứng, họ đang dần quen hơn và họ dần lì hơn, họ kiên nhẫn hơn trong cái thị trường này. Vì vậy là những cái cá mập cá voi họ liên tục có những cái hành động đì giá xuống như vậy, khiến cho anh em thót tim, khiến cho anh em rời bỏ thị trường đó. Và một cái điều mình muốn gửi tới anh em là mình phát hiện là một cái bức tranh nó tổng quan hơn. Một cái bức tranh vào năm nay nó dường như nó tương đồng với bức tranh vào năm 2013. Thì vào năm 2013 khi mà Bitcoin lập đỉnh ở lần đầu tiên ở ngày 1 tháng 4 năm 2013 ở mức là 256 đô, thì anh em có thể thấy được rằng là Bitcoin đã phải chịu một cái cảnh đì hàng rất là lớn và rất là lâu luôn đó. Nó cứ đi dập dìu xuyên suốt như thế này trước khi lập đỉnh mới. Đây, trước khi lập đỉnh mới thì con số chính xác mà mình nhớ rằng đó chính là 197 ngày, là khoảng cách khi mà Bitcoin lập một đỉnh cũ lần đầu tiên và Bitcoin lập một đỉnh cũ lần thứ hai vào năm 2013. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại chúng ta chỉ mới trải qua khoảng 95 ngày thôi đó. Thì nhưng mà một cái điều mình phát hiện ra được rằng là tại sao vào thời điểm hiện tại chúng ta có nhiều yếu tố hơn để chúng ta tin tưởng được rằng là Bitcoin sẽ không ngừng lại tại đây, mà chúng ta chỉ đang đang trong một quá trình điều chỉnh ngắn hạn mà thôi để hướng tới một đỉnh cao mới trong năm nay. Vì cuộc chơi của năm 2013 nó rất là khác với năm 2021. Năm 2013, Bitcoin chưa được sự chú ý của các tổ chức lớn, chưa được sự chú ý của các quốc gia và chưa được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Nhưng đến năm nay thì Bitcoin đã nhận được hoàn toàn sự chú ý từ các tổ chức lớn như là Rayscale, MicroStrategy hay là El Salvador, cũng là một quốc gia đã chấp nhận Bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp. Thì nó đã mở rộng hơn rồi, nó không còn là cuộc chơi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với nhau nữa, mà đó là cuộc chơi của các tổ chức lớn, và thậm chí đó là mở rộng ra cuộc chơi của các quốc gia lao vào để tranh đấu, tranh giành cái sự hợp pháp của Bitcoin đó. Thì đó là một cái tín hiệu mình muốn cho anh em thấy rằng là cuộc chơi năm nay nó đã rất là khác so với năm 2013. Vì vậy những dữ kiện lịch sử nó trả về cho chúng ta là chúng ta có thể hoàn toàn dựa trên những dữ liệu cơ sở như vậy để tin tưởng rằng là Bitcoin sẽ có mức đột phá lớn hơn vào trong năm nay. Rồi, về yếu tố thợ đào, hồi nãy mình nói khi mà thợ đào họ đã đẩy lên sàn rất nhiều lượng Bitcoin như vậy, nhưng trong hôm nay đây chỉ mới khoảng một tiếng trước thôi, thì một cái tín hiệu tích cực rằng là Antpool và BTC.com, đây là hai cái nhóm thợ đào dường như là lớn nhất ở trên thế giới hiện tại, thì họ đã tăng cường cái mức độ hash rate, tức là tỷ lệ bán Bitcoin, và cái chỉ số này cho chúng ta một cái chỉ số rất là tích cực rằng là hash rate của Bitcoin dường như đang dần dần hồi phục và đang tăng trở lại sau cuộc đàn áp của Trung Quốc. Thì khi mà hash rate Bitcoin tăng trở lại thì cái mức độ đào của họ, cái mức độ khai thác của họ sẽ tăng trở lại. Vì vậy cái mức độ mà Bitcoin được gia tăng thêm
cũng có giá trị thêm sẽ được giữ vững và được ổn định hơn trước đây. Vì nếu hash rate Bitcoin thấp xuống thì chắc chắn rằng là cái mức độ giá trị được khai thác của họ nó cũng sẽ thấp xuống, và giá trị mang lại cho các nhóm thợ đào này cũng sẽ thấp xuống, và điều đó là một báo hiệu cho một tín hiệu xả. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua một cái bức tranh Bitcoin diễn biến trong vài ngày qua như thế này rồi, thì chúng ta tiếp đến một cái tin quan trọng hơn cả, và mình tin chắc rằng đây là một cái tin mà mình đã dự đoán từ trước. Thì như anh em cũng đã biết rằng là tuần trước mình có làm một cái video về Rescale, về áp lực khi mà những tổ chức ETF khi mà họ được chấp thuận tại Hoa Kỳ rồi họ sẽ gây một cái biến động lớn, một cái áp lực lớn đến với Rescale như thế nào. Thì hôm nay Rescale đã đón đầu rồi, và Rescale công bố rằng là 100% cam kết là sẽ biến cái quỹ Rescale Bitcoin Trust của mình thành ETF khi mà có những cái sự chấp thuận về mặt pháp lý cũng như là những cái cam kết từ phía Hoa Kỳ. Đó, thì điều này nó sẽ gây ra một cái làn sóng rằng là Rescale muốn nói rằng là tôi sẽ không bị tụt lại nếu như có một quỹ ETF nào đó được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Đây là một cái hành động tiên phong của Rescale. Tại vì sao? Tại vì là khi mà Rescale họ chấp nhận biến cái quỹ GBTC, một cái quỹ Bitcoin chủ đạo của mình ở trong cái danh mục đầu tư của mình đến với ETF, thì điều này nó sẽ gây ra một cái làn sóng tiếp cận nhiều hơn đến các tổ chức họ muốn tiếp xúc với BTC qua ETF. Và dĩ nhiên rồi, kết hợp với động thái này thì Rescale cũng vừa công bố cho chúng ta rằng là sẽ bổ sung thêm những danh mục đầu tư DeFi. Thì anh em có thể thấy được là trên màn hình của mình, tức là những cái danh mục phân bổ DeFi ra sao. Đây, Uniswap chiếm tới 49,95%, Aave Compound Curve. Đây là cái danh sách mà Rescale đã vừa bổ sung vào quỹ đầu tư DeFi của mình. Và đây anh em có thể thấy là trong danh mục đầu tư của Rescale hiện tại, chúng ta có BTC, chúng ta có Ethereum, BTC, Litecoin là những top coin nằm trong quỹ đầu tư của Rescale. Chúng ta có Mana, Decentraland, tức là NFT. Chúng ta có Link, là đại diện cho mảng Oracle. Đó, và bây giờ chúng ta có DeFi. Tức là ở đây mình nhìn thấy được cái tham vọng rất là lớn của Rescale. Họ có top coin, big cap, họ có DeFi, họ có NFT, dường như là họ có Oracle, dường như là đầy đủ sân chơi hết rồi. Bây giờ chỉ còn động thái rằng là các quỹ đầu tư tổ chức lớn họ nhận thấy được rằng là tôi nên chọn cái nào tiềm năng, tôi nên chọn phương hướng nào tiềm năng để đầu tư vào mà thôi. Thì với một cái động thái mở rộng như vậy thì chúng ta có thể rằng là cái sự phát triển dần dần nó đang được bùng nổ hơn. Nó không còn gói gọn trong việc là trước đây là các quỹ đầu tư họ chỉ lăm le vào Bitcoin, Ethereum, ETC chẳng hạn, mà bây giờ sân chơi nó đã dần mở rộng hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn và đa dạng hơn trong danh mục đầu tư của mình. Đó, và cùng với đó thì ngân hàng BNY Mellon, đây là một ngân hàng lâu đời nhất của Hoa Kỳ, cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ Rescale trong việc cung cấp những dịch vụ tài sản mã hóa ở quỹ Rescale Bitcoin Trust là GBTC. Thì đây là một tín hiệu rất là tốt cho chúng ta thấy được rằng là dần dần các quỹ đầu tư không chỉ còn đơn thuần là các quỹ đầu tư mà còn có cả những ngân hàng lâu đời của Hoa Kỳ cũng đã dần thâm nhập vào cái cuộc chơi lớn này rồi. Đó, và cũng một điểm rằng là nhiều người lo ngại rằng là ở video trước mình có đề cập đến việc là Rescale Bitcoin Trust khi họ mở unlock GBTC thì nhiều người lo ngại rằng là tín hiệu xả sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng tới thị trường spot của BTC ra sao. Thì ngay khi GBTC được mở khóa vào ngày 19 tháng 7 thì mình cũng có một cái tin tức muốn gửi đến anh em là vào ngày hôm qua, là vào ngày 20 tháng 7 á, thì ARK Investment đã mua thêm là 8 triệu đô cái cổ phiếu của Rescale, tương đương với 310.000 cổ phiếu GBTC. Thì đây là một cái hành động hứng từ việc xả unlock GBTC của Rescale, và mình tin chắc rằng là không chỉ ARK Investment mà những ngày tiếp theo cũng sẽ có những cái quỹ khác họ cũng sẽ sẵn sàng họ công bố rằng là tôi đã mua thêm cổ phiếu GBTC, tôi đã đầu tư thêm cổ phiếu GBTC rồi. Đó, và đây là điều mà mình đã dự phóng từ video trước. Nếu anh em muốn tìm hiểu về việc mà Rescale unlock GBTC sẽ ảnh hưởng như thế nào và các tổ chức sẽ hành động ra sao thì anh em có thể tìm ở dưới những video của Coin68, thì sẽ có những video đó để cung cấp cho anh em thêm kiến thức về cái sự kiện này. Đó, và một tin khá là quan trọng tiếp theo mình muốn đem đến cho anh em, tức là về ngân hàng Bank of America. Thì ngân hàng Bank of America, đây là một ngân hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Thì vào năm 2018 thì ngân hàng Bank of
ngân hàng Bank of America thì họ nói rằng là những khách hàng mà có liên quan đến Bitcoin, những khách hàng họ giao dịch Bitcoin, những cố vấn tài chính làm việc tại ngân hàng có liên quan đến thị trường crypto, tiền mã hóa và Bitcoin, thì ngân hàng sẽ sẵn sàng gạch mặt luôn. Tức là họ rất là nghiêm khắc và họ rất là kỳ thị những người tham gia vào cái lĩnh vực crypto. Nhưng mà trong năm 2021, cái quan điểm đó đã hoàn toàn bị xóa bỏ rồi, và họ đã chấp nhận cung cấp những cái sản phẩm giao dịch Bitcoin Future, tức là hợp đồng tương lai Bitcoin cho một số khách hàng nhất định rồi. Thì đây là một bước tiến khá là đáng kể ở trên thị trường tiền mã hóa, tại vì là ngân hàng Bank of America là ngân hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, và đồng thời họ cũng sẽ sử dụng hợp đồng tương lai của CME Group, tức là CME Group tức là một cái sàn giao dịch, một cái thị trường giao dịch phái sinh Bitcoin dường như là lớn nhất tại thời điểm hiện tại rồi. Đó, thì thông tin này là một thông tin cực kỳ quan trọng mà mình muốn đem đến cho anh em. Và một sự kiện lớn tiếp theo là gì? Một sự kiện lớn tiếp theo chính là đây, một sự kiện lớn tiếp theo trong tuần này chính là vào 11 giờ ngày 21 tháng 7 thì The Big World, tức là một cái sự kiện được tổ chức để nhằm tập trung vào vấn đề là vai trò của Bitcoin đóng vai trò như thế nào trong hệ sinh thái đối với các nhà đầu tư tổ chức, và cách tiếp cận của Bitcoin đến với nhà đầu tư tổ chức sẽ mang lại những lợi ích gì. Thì xoay quanh cái sự kiện này thì chúng ta có những nhân vật rất là nổi tiếng như sau. Đầu tiên mình phải kể đến chính là Elon Musk, thì ông sẽ cùng những nhân vật khác như là Jack Dorsey là CEO của Square cũng như là CEO của Twitter, và Cathie Wood tức là CEO của ARK Invest, người mà mới bổ sung thêm 8 triệu đô GBTC vào ngày hôm qua đó. Thì ba nhân vật này sẽ là ba nhân vật chủ yếu sẽ ngồi cùng với nhau, sẽ cùng thảo luận với nhau về những hướng đi mới của Bitcoin sẽ tiếp cận với các tổ chức ra sao, cũng như trong tương lai giá trị của Bitcoin sẽ được phát triển như thế nào, đóng một cái vai trò quan trọng trong trong hệ sinh thái tài chính ra sao. Đó, thì mình nghĩ rằng là đây 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 là một cái hội nghị cực kỳ quan trọng anh em nha. Tại vì là đối với những cái nhân vật có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường Bitcoin hiện tại như Elon Musk hay là Jack Dorsey hay là Cathie Wood, thì những cái phát biểu của họ, những cái lập luận của họ trong buổi hội nghị như thế này sẽ tác động rất là lớn đối với tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại, và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với Bitcoin đó. Thì bên cạnh ba nhân vật nổi tiếng này thì chúng ta còn có Hester Peirce, đây là một ủy viên của SEC mà anh em biết rồi, SEC tức là Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán tại Hoa Kỳ đó. Thì điều này cũng sẽ gây ra một cái tác động đến Gary Gensler là chủ tịch SEC mới, thì SEC sẽ có những cái hướng đi như thế nào khi mà được tiếp thu cũng như được nghe những cái bình luận trực tiếp từ những nhân vật đầu ngành như thế này đó, thì chúng ta có thể quan sát vào 11 giờ đêm ngày 21 tháng 7, cũng như là nếu có những cái cập nhật tin tức mới gì thì mình sẽ cập nhật cho anh em thêm. Ok, và tiêu điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến chính là Ethereum Classic. Thì trong ngày hôm nay và ngày mai nay thôi thì Ethereum Classic tức là ETC sẽ thực hiện một bản hash fork cực kỳ quan trọng, và đối với mình đây là một cái bước đột phá cuối cùng, một cái bước dậm chân cuối cùng để ETC có thể nhảy vọt hơn vào thời điểm hiện tại cũng như là trong năm nay. Thì nhìn vào biểu đồ ETC đi, thì chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng rất là thần kỳ khi khi ETC đã dao động từ mức ok đây đã dao động từ mức khoảng là 5 đô 10 đô trong năm nay đó, trong năm nay, và leo lên hẳn để lập một cái mức đỉnh ETH là ở khoảng là 178 đô. Thì anh em không không biết mình không biết là anh em có cảm nhận giống như mình không, nhưng mình cảm thấy rằng là trong cái thời gian mà cái chu kỳ bull run, tức là chu kỳ uptrend vào khoảng từ quý 1 năm 2021 á, và khoảng từ đầu năm bắt đầu á, thì dường như là cái hình bóng của ETC nó khá là nhạt nhòa khi người ta quá tập trung vào Ethereum, người ta quá tập trung vào BNB, người ta quá tập trung vào Ripple hoặc thậm chí là BTC, thì dường như ETC đang bị bỏ quên. Nhưng chỉ khi ETC tăng một cái mức đột phá lên tới khoảng là 178 đô, gần như là x 10 lần như vậy, thì người ta mới dần đổ dồn sự quan tâm vào ETC nhiều hơn đó. Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý một điều rằng là hồi nãy mình có cho anh em xem là quỹ đầu tư của Rayscale như thế nào. Quỹ đầu tư của Rayscale có BTC, có Ethereum
nhưng ở xếp ở vị trí thứ ba vẫn chính là ETC. Đó, đây là một cái điều mà nhiều người đã bỏ quên. Và dường như cái sự bỏ quên đó đã khiến cho chúng ta lỡ mất cơ hội. Và cái bảng Hartford lần này tại sao mình lại nhắm đến như vậy? Tại vì là mặc dù BTC đang điều chỉnh, mặc dù BTC đang điều chỉnh thì những cái bản nâng cấp Hartford hay những cái bước tiến mới trong công nghệ hoặc những cái điều chỉnh mới trong cái quá trình phát triển của đội ngũ nghiên cứu của một nền tảng nào đó, khi mà họ tung ra như vậy có thể sẽ gặp khó khăn trong vấn đề đột phá về giá. Nhưng mà không phải là không có hy vọng anh em. Và mình sẽ cho anh em thấy được rằng là tại sao mình lại nói rằng là không phải là không có hy vọng. Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của Ethereum trước đây đi. Đây, mình sẽ kéo cái biểu đồ BTC qua để cho anh em có thể dễ dàng dùng hơn. Đây. Coin. Mình sẽ mở biểu đồ tuần ha. Mình sẽ mở biểu đồ tuần để cho anh em có thể dễ dàng theo dõi hơn. Ok. Vào năm 2018 á, vào năm 2018 thì anh em có thể thấy được rằng là đây, hai cái tuần này 11 tháng 12 này, 18 tháng 12 này, hai cái tuần này thì Bitcoin đã có một cái mức điều chỉnh từ 19.000 đô xuống còn khoảng là 11.000 đô, là chúng ta phải điều chỉnh là 8.000 USD đúng không? Thì vào cùng cái cùng thời gian đó, đây vào ngày 11 tháng 12 và ngày 18 tháng 12 thì Ethereum cũng phải chịu một cái sự ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh Bitcoin. Nhưng tại sao sau cái sự điều chỉnh này Ethereum lại bay cao đến 1.400 đô như vậy? Thì cái mấu chốt nó nằm ở đây anh em. Mấu chốt nó nằm ở tháng 10 này. Tại vì là vào tháng 10 năm 2018 thì Ethereum họ thực hiện một cái bảng Hartford rất là lớn, đó là một cái bảng Hartford được gọi là Metropolis. Thì cái bảng Hartford này là một cái bảng Hartford dường như là vào cái thời điểm đó thì được xem như là một cái nâng cấp lớn, cải tiến lớn đối với Ethereum. Nhưng mà vào thời điểm đó thì BTC cũng phải chịu một cái sự điều chỉnh liên tục như vậy trước khi tăng trưởng như vậy, và phải chịu một cái cú sốc vào ngày 18 tháng 12 đến như vậy. Đó, nhưng mà Ethereum cũng phải chịu một cái sự ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà cái hậu Hartford nó đã trả cho chúng ta một cái động thái rằng là tăng trưởng rất là vượt bậc, trong khi BTC vào cùng khung thời gian trên đã phải chịu sự điều chỉnh đến như vậy và tiếp tục đi xuống. Nhưng Ethereum thì sao? Ethereum đây, vào cái tuần BTC điều chỉnh vào ngày 18 tháng 12 đây thì Ethereum cũng phải vấp ngã ở đây, nhưng mà đã nhanh chóng xóa bỏ cái rào cản đó trước khi tiến tới một cột mốc cao hơn là 1.400 USD. Đó là vào năm 2018, đó là vào năm mà bảng Hartford Metropolis được hoàn thiện. Và vào thời điểm hiện tại thì sao? Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta hãy nhìn vào bảng Hartford Berlin đi. Đây, chúng ta hãy nhìn vào bảng Hartford Berlin. Mình sẽ kéo cái biểu đồ BTC vào thời điểm hiện tại cho anh em xem. Đây. Đây, BTC lập ETH tại 64.000 đô đúng không? Và sau đó BTC đã giảm xuống còn 46.000 đô, tức là khoảng hơn 10.000 USD. Đây, vào ngày 12 tháng 4 và 19 tháng 4, hai cái tuần này anh em chú ý giúp mình nhé. Và Ethereum thì sao? Sau khi hoàn thiện xong bản Hartford Berlin đó, thì vào ngày 12 tháng 4 và ngày 19 tháng 4, trước sự điều chỉnh của BTC, Ethereum vẫn không điều chỉnh và vẫn tăng tới mức đột phá đến tháng 5 và đạt mức đỉnh là 4.300 USD. Thì bức tranh mình vừa so sánh cho anh em ở năm 2018 và trong năm nay giữa hai bảng Hartford lớn của Ethereum, trong khi giá Bitcoin điều chỉnh mạnh như vậy, thì cái tác động đến Hartford với Ethereum vẫn rất là lớn, và điều đó đã thúc đẩy giá của Ethereum lên một cái tầm cao mới. Vậy thì không có lý do gì để mà vào thời điểm hiện tại ETC lại chịu một cái sự áp lực lớn đến từ Bitcoin như vậy, khi mà cái Hartford Monero đã tiến tới rất gần rồi. Và cái Hartford Monero này nó sẽ giải quyết một cái vấn đề là nó sẽ giảm thiểu phí gas ở trên ETC, cũng như là đưa tất cả những cái giao dịch và địa chỉ khóa vào cùng một cái địa chỉ để các nhà giao dịch có thể dễ dàng hơn, quản lý hơn và dễ dàng giao dịch hơn. Thì vào mầm móng khoảng là một tuần trước thì ETC cũng đã tăng như là gấp 2 lần trước cái thềm Hartford này.
Vậy thì mình nghĩ rằng là không có một cái lý do gì để mà cái bản Hartford sắp được diễn ra trong hôm nay và mai đây thôi sẽ kìm chân được giá của ATC. Đó, và kết hợp với một yếu tố rằng là các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang để tâm vào, vẫn đang dồn sự chú ý của mình vào ATC, và điển hình là cái vấn đề hồi nãy mình vừa nói với anh em là và là Rescale. Thì cái quỹ đầu tư của Rescale vào ATC chỉ xếp sau BTC và Ethereum thôi. Và vào tuần trước thì Digital Currency Group họ cũng đã đổ thêm 50 triệu USD vào cái quỹ ETC này. Đó, anh em mình thấy đây. Thì sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức nè, những cái đại diện lịch sử cho chúng ta thấy được rằng là sau Hartford thì dường như những đồng coin được thực hiện Hartford sẽ có một cái biến động giá rất là lớn. Đó. Và cái điều thứ ba mình muốn, theo quan điểm của mình muốn chia sẻ đến với anh em, tức là sự phấn khích của các nhà đầu tư nữa. Và sự phấn khích này là gì? Tức là vào khoảng 4 năm trước thì ETC được tạo ra bởi bởi Hartford ở trên Ethereum. Lúc đó đã nổ ra một một cái tranh cãi giữa hai cộng đồng. Tức là những cái cộng đồng họ muốn giữ lại, họ họ không muốn Hartford. Đó, và một cái cộng đồng là họ muốn phải Hartford vì cái sự kiện là Đại học bị tấn công khoảng 150 triệu đô và Ethereum phải thực hiện cái vấn đề đó để có thể trả lại cho các nhà đầu tư. Thì cái điều này nó đã gây ra một cái làn sóng tranh cãi giữa hai cái blockchain này. Thì người muốn ở lại nhưng mà người lại muốn ra đi. Đó, thì chúng ta mới có được là Ethereum và Ethereum Classic như ngày hôm nay. Và cái làn sóng này nó đã tranh cãi đến ngày hôm nay luôn. Tại vì sao? Tại vì là bên cộng đồng ETC á, họ rất là không hài lòng với cái sự kiện năm đó. Tại vì họ cho rằng là cái việc mà tách ra như vậy nó không có phù hợp với cái quan điểm là blockchain phải hoàn toàn là phi tập trung. Đó. Và cái hiệu suất của Ethereum khi mà được tách ra thì nó cũng tốt hơn Ethereum Classic nữa. Và cái đội ngũ, anh em hãy nhìn vào cái đội ngũ phát triển của bên Ethereum đi. Họ có Vitalik Buterin, họ có những nhà phát triển, họ có những nhà nghiên cứu và được phát triển rất là mạnh. Và dường như là cái bộ mặt của Ethereum vào thời điểm đó đã dần dần di cư qua hết bên Ethereum rồi. Và để lại Ethereum Classic dường như là con số 0. Đó. Thì tại sao mình lại nói vấn đề này? Tại vì rằng là khi đội ngũ phát triển của Ethereum họ có Vitalik Buterin, họ có những nhân vật nổi tiếng và những nhân vật uy tín khác, thì việc Ethereum phát triển năng suất hơn, hoạt động tốt hơn ETC là điều dĩ nhiên, và con số đó cũng đã được chứng minh trong vài năm qua rồi. Và dường như bây giờ Ethereum đã biến thành một cái di sản blockchain, nơi mà hàng trăm DApp, nơi mà hàng trăm dự án, nơi mà hàng hàng nghìn cái ứng dụng họ xây dựng trên cái nền, họ xây dựng trên blockchain của Ethereum, chứ họ không có chọn Ethereum Classic. Vì vậy, những người mà họ còn gắn bó với Ethereum Classic, những cộng đồng đầu tư của Ethereum Classic thì họ dường như có một cái sự cạnh tranh, một cái sự ghen tị nho nhỏ ở đây. Và điều này, những cái câu chuyện được thêu dệt lên như vậy thì sẽ tạo một cái sự phấn khích, một cái sự cạnh tranh. Ở đây mình muốn nhấn mạnh là một sự cạnh tranh lành mạnh nha, chứ không phải là ghét bỏ giữa hai cộng đồng gì đâu. Thì cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái nguồn động lực rất là lớn để cho ETC có thể phát triển hơn trong tương lai. Nó kiểu như một cái câu chuyện giữa giữa là Apple và Windows vậy. Đó, một cái sự cạnh tranh lành mạnh như vậy. Nhưng mà các bạn có cam đoan với mình rằng là bây giờ các bạn sử dụng iPhone đúng không? Các bạn sử dụng MacBook. Nhưng mà cái phần trăm các bạn sử dụng iPhone và các bạn vẫn sử dụng Windows, đó sẽ chiếm phần trăm nhiều hơn như vậy. Thì khi có một cái sự cạnh tranh như vậy thì nó sẽ giống như là một cái sự bật nhảy lên như vậy. Đó, nó bật nhảy lên, nó bật nhảy lên, nó bật nhảy lên. Chứ không bên nào kìm hãm bên nào cả. Thì chính những cái câu chuyện được thêu dệt xung quanh nó thì cũng là một lý do có thể khiến được là cái đợt Hartford này, cộng với những cái yếu tố mình vừa trình bày cho các bạn, có thể khiến giá ETC tăng mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Ok. Và tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho các bạn chính là đợt đốt BNB lần thứ 16 này của sàn Binance. Thì đợt thiêu hủy lần thứ 16 này của Binance là đã burn hơn 393 triệu đô.
đó tương đương với 1.296.728.000 BNB được đốt. Thì nhưng có một điểm đặc biệt ở sự kiện này thì BNB đã hoàn toàn unlock hết số coin của mình ra toàn bộ thị trường rồi. Thì anh em có thể quan sát ở trên Coin Market Cap, thì đây Market Cap đây, số coin đã hoàn toàn được unlock rồi 100%, và tỷ lệ vốn hóa thị trường cũng như vốn hóa pha loãng nó cũng đã được gần như là bằng nhau rồi. Thì đứng trước cái sự kiện này thì trước đây thì nhiều người rất là mong đợi rằng là cứ sau mỗi sự kiện BNB thực hiện những cái đợt thiêu hủy của mình thì giá BNB sẽ tăng cao, nhưng đợt này có lẽ như là anh em đã có một chút thất vọng đúng không? Vì cái sự kiện này là không những làm tăng giá BNB mà giá BNB còn lại sụt giảm khá là nghiêm trọng. Thì mình có một cái hình ảnh muốn chia sẻ cho anh em đây, tức là đây là những cái đồng coin đã phải chịu sự ảnh hưởng từ khi đạt mức cao nhất ở trong năm nay nặng nề. Thì trong những đồng coin top thì có BNB đây, sau khi đạt mức là 691 đô la thì BNB đã dường như là sụt giảm 59%, chỉ còn 281 USD thôi. Thì đây là một cái mức sụt giảm nặng nề nhất, mặc dù thuộc hàng coin top đó, mặc dù là thuộc hàng tăng trưởng mạnh đó, nhưng kéo theo đó là một sự sụt giảm cũng rất là nặng nề. Mà nặng nề nhất vẫn chính là những token DeFi. Anh em có thấy là những token DeFi sụt giảm tới hơn 70%, như là Sushi nè, đó, như là Curve nè, đó, hoặc là K đó. Thì cái mức sụt giảm nặng nề này nó cho chúng ta thấy được rằng là sự ảnh hưởng của Bitcoin trên toàn bộ thị trường vẫn rất là lớn. Và chừng nào chúng ta thấy được rằng là Bitcoin hoàn toàn hồi phục trở lại và những cái nền tảng tốt cũng sẽ được kéo theo mà thôi. Ok, vậy thì chuyên mục cập nhật đến đây của mình đến đây là hết rồi, và hy vọng là những cái thông tin hữu ích của mình sẽ mang đến cho anh em những cái nhìn tổng quan hơn và thị trường sẽ diễn biến trong vài ngày tới. Ok, một lần nữa mình cảm ơn anh em đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong suốt video này. Xin chào anh em.